BBTV Podcast. Thưa quý vị, có lẽ trong ký ức quen thuộc của tuổi thơ, đất nặn hay còn gọi là đất sét luôn là một trò chơi được đa số trẻ em yêu thích như một người bạn thân thiết, một hoạt động đáng chú ý trong việc phát triển các kỹ năng đầu đời. Ngày nay có nhiều đồ chơi thông minh được phát triển, thế nhưng đất nặn vẫn là sự lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình. Tuy nhiên, thứ đồ chơi tưởng chừng vô hại này lại ẩn chứa nhiều nguy cơ tiềm tàng mà các bậc cha mẹ cần lưu ý trước khi mua cho con. Khi mà hiện nay trên thị trường bày bán tràn lan những sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc nếu không may mua phải. Đây sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập đến trong podcast câu chuyện cảnh giác của BPTV ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, đất nặn không chỉ được coi là một món đồ chơi mà còn là một công cụ mang lại nhiều giá trị hữu ích cho sự phát triển của trẻ, như phát triển kỹ năng vận động, kỹ năng quan sát, cải thiện thị giác, khả năng cảm thụ màu sắc, phát triển tư duy và trí tưởng tượng ngay từ khi còn nhỏ của trẻ. Trước đây, đất nặn được làm từ đất sét mềm dẻo, nhiều màu sắc, có thêm phụ gia và hương liệu mùi để phục vụ việc học tập và vui chơi của trẻ. Ngày nay, đất nặn trên thị trường có vô vàn những sản phẩm với các mức giá khác nhau. Với quan niệm của nhiều người thường cho rằng, đồ chơi cho bé chơi 1 đến 2 lần là chán nên không cần lựa chọn đồ chơi quá đắt tiền. Hiểu được tâm lý ham rẻ của các phụ huynh, ngày nay mọc lên rất nhiều loại đất nặn cho bé với mức giá vô cùng hấp dẫn và chưa rõ thành phần nguyên liệu, nguồn gốc xuất xứ của nó. Điều này thực sự rất nguy hiểm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của trẻ em khi chơi. Theo các nhà nghiên cứu, những loại đất nặn không đạt chuẩn an toàn có chứa nhiều kim loại, mùi hương tổng hợp hóa học, chất vô cơ không tốt cho sức khỏe. Trẻ nhỏ với hệ thống miễn dịch và sức đề kháng yếu khi tiếp xúc lâu ngày gây tổn thương tới cơ thể. Bởi vì để có được màu sắc bắt mắt, các loại đất nặn này thường chứa hàm lượng kim loại nặng cao, chưa kể một số loại còn chứa chất aromatic amin từng được cảnh báo dễ gây kích ứng da, thậm chí là gây ung thư nếu tiếp xúc trực tiếp qua da trong thời gian dài. Những loại đất nặn này còn có mùi thơm, nguy hiểm nhất là chất formaldehyde và hợp chất hữu cơ VOC. Đây là hợp chất hữu cơ dễ bay hơi ở nhiệt độ thường, đi vào cơ thể thông qua đường hô hấp, gây hụt hơi, nhức đầu, chóng mặt. Theo tiến sĩ Nguyễn Vinh Tiến, khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, đất nặn có mùi thơm nếu trẻ chơi lâu cũng sẽ hít vào lượng hơi đáng kể. Nhất là trường hợp trẻ chơi với đất sét giả kém chất lượng, không đảm bảo chất lượng thì các hóa chất độc hại từ mùi thơm thì sẽ gây tác hại rất lớn. Đất nặn càng thơm thì sự nguy hại của các chất này càng cao, thậm chí là có thể làm hại gan thận. Khi mà trẻ nhỏ chơi với đất sét thì nó sẽ tiếp xúc trực tiếp qua da. Cho nên nếu như đất sét có những cái chất màu mà nó dễ cái màu đó nó dễ thấm qua da được thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra trẻ em khi tay dính cái đất sét đấy mà có thể cầm đồ ăn thì như thế là có thể đi vào qua đường miệng. Ngoài ra các cái đất sét thường nó có mùi thơm nữa. Cho nên nếu mà trẻ em tiếp xúc lâu thì cũng sẽ hít một cái lượng hơi cũng đủ nhiều. Nếu như mà các loại đất sét mà đạt tiêu chuẩn thì sẽ không hầu như các cái chất màu, chất mùi sẽ không gây ảnh hưởng gì cả. Tuy nhiên nếu như mà mua phải cái loại đất sét giả và không đảm bảo chất lượng, người ta sử dụng những cái hóa chất độc hại thì nó sẽ gây tác hại rất là lớn, tại vì nó có thể vào trong cơ thể trẻ qua tới 3 đường. Nói thêm về sự nguy hại của đất nặn kém chất lượng, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Côn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đất nặn được bày bán trên thị trường mà không có nhãn mác rất có khả năng sẽ chứa các chất hóa học như màu nhân tạo, chất bảo quản và hương liệu sẽ rất nguy hiểm nếu không may trẻ nuốt phải một lượng lớn vì sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương và hệ sinh sản của trẻ. Cái chuyện mà cái người sử dụng người ta lấy cái vàng, cái màu vàng ví dụ như là cái chì cromat ấy, cái màu vàng của chì chẳng hạn, thay thế cho cái màu vàng nước mà đã được bán, đã được kiểm duyệt thì đấy là ta có thể đấy là nói là đấy cách làm ấy là làm một cái tội ác. Nếu mà cho trẻ con nó vào cái đó thì trẻ con nó sẽ ăn cái chì, nếu nó vào trong cơ thể thì nó sẽ bị nhiễm độc chì. Thưa quý vị, đất nặn là một trong những đồ chơi yêu thích của trẻ nhỏ, tuy nhiên không phải loại đất nặn nào cũng an toàn cho trẻ, đặc biệt là khi trẻ nhỏ có thói quen đưa mọi thứ vào miệng. Vậy nếu chẳng may phát hiện trẻ ăn phải đất nặn, phụ huynh cần giữ bình tĩnh và thực hiện các bước sau: kiểm tra và lấy đất sét nặn ra khỏi miệng trẻ. Nếu trẻ vẫn còn đang ngậm đất nặn trong miệng, bà mẹ không nên hét lên làm con giật mình, mà hãy nhẹ nhàng giúp con lấy ra phần đất nặn đó để tránh trẻ nuốt thêm. Sau đó cho trẻ súc miệng. Phụ huynh dùng nước sạch để rửa miệng cho con, giúp loại bỏ vụn đất nặn còn sót lại trong miệng.
Theo dõi trẻ trong vài giờ sau khi ăn phải đất nặn, nếu trẻ có dấu hiệu bất thường như là nôn, đau bụng, tiêu chảy hoặc là khó thở, hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức. Trong trường hợp mà phụ huynh không chắc chắn về mức độ an toàn của loại đất nặn mà trẻ đã ăn phải, thì hãy liên hệ với bác sĩ hoặc là trung tâm chống độc để được tư vấn kịp thời. Thưa quý vị, thị trường đồ chơi trẻ em có muôn vàn sản phẩm và chủng loại khác nhau, và đồ chơi trẻ em kém chất lượng, chứa hóa chất độc hại, gây ảnh hưởng sức khỏe của trẻ xuất hiện tràn lan, trong đó đất nặn không là ngoại lệ. Hiện tại ở Việt Nam vẫn chưa có cảnh báo chính thức nào về loại đồ chơi này, thế nhưng đất nặn vẫn có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường về sức khỏe của trẻ. Do đó, khi mua đất nặn, phụ huynh cần lưu ý một số vấn đề sau để đảm bảo an toàn cho trẻ. Thứ nhất, ba mẹ nên lựa chọn đất nặn đồ chơi có nguồn gốc rõ ràng, thương hiệu uy tín và được kiểm chứng, tránh mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thứ hai, ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có thành phần tự nhiên, bởi những loại bột nặn, đất nặn đồ chơi có nguồn gốc tự nhiên sẽ tốt hơn cho sức khỏe con người và thân thiện với môi trường. Những sản phẩm này thường được làm bằng nguyên liệu quen thuộc như là bột mì hay là bột gạo. Thứ ba, trẻ nhỏ thường có thói quen đưa tay, dụi mắt hay là cho vào miệng. Nếu sử dụng bột nặn đồ chơi bị dính vào tay thì sẽ khiến cho trẻ khó chịu và có thể nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ. Vì vậy, khi chọn đất nặn đồ chơi, ba mẹ nên chọn các loại bột nặn không bị bết dính vào tay. Cuối cùng, mặc dù trẻ từ 3 tuổi trở lên có thể chơi đất nặn, nhưng cần phải có sự giám sát của người lớn. Ba mẹ hãy dành thời gian chơi đất nặn đồ chơi cùng con để tránh những tai nạn bất ngờ xảy ra khi chơi. Dù đất nặn đồ chơi có an toàn đến đâu, nhưng khi sử dụng thường xuyên sẽ là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh sinh sôi và phát triển. Vì vậy, ba mẹ nên nhắc nhở trẻ không nên cho đất nặn vào miệng. Hơn nữa, trẻ lỡ nuốt phải hay là cho những viên đất nặn vào tai, mũi cũng rất khó để lấy ra và gây nguy hiểm cho trẻ. Vâng, hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trên đây sẽ giúp cho các ba mẹ cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn đồ chơi cho con, tránh được những nguy cơ không đáng có ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong số phát sóng ngày mai.